chưa? Chào tất cả các bạn, mình là Điền. Mình là Quang. Và hôm nay mình và anh Quang sẽ có một cuộc đi thường quyền, thể hiện sức mạnh với nhau. Để lại cuộc thi đấu này là chúng ta sẽ chọn những bộ bài đang nổi tiếng để đều với nhau. Rất mong là các bạn sẽ enjoy cái moment này và đừng make it complicated nhé. Rồi, vô em. Vô đi. Coi tôi bán hành nè. Anh kia sẵn sàng bị đúc hành chưa? Rồi sẵn sàng. Ở khi vô thôi. Vô đi. Kéo búa bao ra cái búa. Ok em luôn. Kích tất sát em đi trước. Gì đây? Gì giờ chờ lâu rồi? Làm gì làm lẹ đi. Giờ đặc biệt đó làm sao nghe. Vô tư. Vô tư. Tây train nè. Điện một cạc lên vào 8. Vô tư, vô tư, vô tư, vô tư. Rồi mình chơi nè. Mỗi người rút một lá, đi một lá. Chơi thốn vậy. Này đi. Rồi lá này thì bị discard thì rút một lá nha. Công năng của nó nè. Tiết lộ. Rồi nếu mà nó bị discard thì mỗi người rút một lá, bỏ một lá. Hoài luôn. Hoài chứ. Làm hoài luôn. Chơi vậy thì ai chơi lại? Tên gì? Tên gì thì sao? Rồi, cái hoạch cạch detraction nha. Bỏ hết bài rút lại giá mới. Sao không làm từ đầu đi? Tại vì mới rút lên. Trời ơi, trời ơi cái hen, trời ơi. Trời ơi, thấy con gì không? Khó chịu. Mới được đầu à, làm đúng gì không? Làm gì đông vui vậy? Lên gì đông vui vậy? Chứ lên rồi, đông cái... quá cái... mới được đầu mà làm gì cái ghê vậy? Cái này phải có ram pha nha. Return nó này lên tay để chuyển hồi đặc biệt nó sẽ dưới 1. Chỗ này có gì ghê gớm không? Dường hay có dập lên 18. Mạnh đó. Spell được. Được activate được. Lừa đắc nẹt được. Mạnh đó. Không có cạc nào nè, không có con đắc nào nè. Không có con đắc nào là bị đi xuống hết trơn rồi. Rồi bỏ này nha. Rồi có hết được. Quá lạ. Từ từ đi con nhìn cái gì rồi đi. Quá lạ. Hai rút bài. Quá lạ. Ý liêu liêu. Quá lạ. Quá lạ. Lêu lêu, lêu lêu. Lêu lêu. Nè, lêu lêu. Xin lỗi à. Làm gì không? Không. Không, chơi. Không được gì hết á. Chơi thôi, làm gì nữa. Linh. Lêu lêu. Lỗi à. Ai lêu lêu ai à. Để con làm được gì. Ê, lêu lêu. Bye bye. Bye bye. Làm gì á, mấy cái gì tên. Bye bye. Lêu lêu. Này thì leo leo nhau. Hít hít thì cứ leo leo. Tì. Trời ơi cảm ơn nha, nãy giờ điệt hít xuống một đống luôn. Mừng gì đâu. Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Sướng chưa? Trời ơi đặc biệt quá nhiều. Thấy sướng chưa? Thấy sướng mắt chưa? Thấy cái gì gọi là sung sướng chưa? Quá là tuyệt vời luôn. Tiếp đi nè. Từ nào. Gì cũng phải từ từ. Mình còn nhiều cái để làm. Tay có hai lá hả?
Non. Quá là non. Người ta đi trước thôi. Quá là non. Nó gọi là non, còn gì nữa, áo tì vét. Non. Non liền. Nghe mùi là biết non rồi. Thì nhắm đòn này không đỡ được, ráng chịu nha. Con Pong. Một con nha. Monster Fest hữu có tì ba nít. Không có gì cả, không có gì cả. Nhẹ nhàng thôi. Pong. Ừ, game này đơn giản quá vậy bro. Làm gì khó khăn lên đi bro. Tì nha, trời không chen gì hết vậy bro. Không có gì cũng tái trơn á. Tội bro quá vậy bro. Xin phép nha bro. Trời ơi tuyệt vời. Quá là tuyệt vời luôn. Quá ư là tuyệt vời luôn. Ủa này đánh là ăn chưa? Chưa hả? Sao nghe đơn giản quá vậy? Về bro. Rập. Thôi xin phép kết liễu luôn nha. Xin vĩnh biệt luôn rồi. Anh vĩnh biệt cậu. Em xin phép em tiễn cậu đi luôn. Pon. Mất 1200 trước đi nha. Tráng miệng. À lộn, khai vị 1200 đi, chút cho ăn món chính sao. Món chính là phải để từ từ. Sao lâu vậy? Tôi đang suy nghĩ. Được không? 1k hả? Đấm nhau đi. Trời ơi. Chết. Thua rồi. Trời ơi. Đừng nói là không có gì nhảy xuống nha. Không có gì để nhảy xuống hết. Ôi trời ơi. Quá là chuyện nhỏ luôn. Cuộc chơi này kết thúc tại đây. Mấy kiểu đánh meta nó nhanh vãi lít. Ủa bên kia cũng meta mà. Gì vậy? Ủa tự xưng mình cầm đét meta gì có con quay có con vòng cái đi rồi. Này ủa tại vì mày mạnh hơn chứ gì đâu. Trời ơi tiếp không? Phải tiếp thôi. Ba trận mà. Anh đi lượt. Đi trước đi, mày đi trước đi. À, vậy hả? Mày đi trước đi. Tôi đi trước phần. Vậy. Rồi. Xin nên vĩnh biệt cậu. Trước mắt là tôi mình, sẽ... Mình đi sao của mình có hành được nó không mọi người? Làm cái không? Thủ tục. À, đây là một nước đi rất quen thuộc của những người chơi Tenji. Mốt mấy bạn nào có ý định chơi Tenji thì có thể làm theo những thủ tục này. Thủ tục rất đơn giản. Giờ ăn cho meta nữa. Mình đã chơi từ từ, ta cảm nhận ghê chứ bạn chơi bạn gọi một đống ra xong rồi bạn đâm vào mỏ của mình. Ôi xin lỗi nhưng mà content hôm nay chúng ta chỉ chơi meta thôi. Trời. Tôi sẽ gửi một con. Sau đó tôi add lên một đó. Con. Con này nữa. Con đen xì lì. Đó. Này. Chơi không? Cục sự hèn hạ lên. Đây là được gọi là... Cái này tôi gọi nó là... Thôi, mọi người thấy nó là nó ta là ăn hiếp mình đó. Cái này ăn hiếp cái gì ở đây ba?
Thì gọi là chơi để có bạn, để bạn bấm F để giải cứu Minh Quang nhé bạn. Giải cứu Minh Quang. Ai giải cứu được anh? Vũ trụ, vũ trụ không giải cứu nổi thì ai giải cứu được? Tôi add sai con rồi, trời ơi. Xin lỗi nha, thủ tục nãy bị sai. Mấy bạn đừng học theo. Thôi vừa rồi. Chơi đủ rồi. Chơi gú rồi. Chơi sai rồi, chơi sai cái thủ tục rồi. Từ rồi, từ rồi. Rồi cũng giải thích được thôi, từ từ đó. Nếu gì mình có thể ban cái lá này cho cái mộ đó bạn, bạn ơi. Quá mệt mỏi với cái lá này. Từ 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 mình đọc một cái chết chết luôn coi. Tại tôi nhắm rồi, phải nhắm rồi làm sao để nó thỏa đáng rồi. Ok. Bị ẹt sai xíu rồi, nó rỡ tay rồi, em ghê vậy. Ất tay. Ở này. Pin pin pin. Ở này. À. Cái chân nè. À. Thôi lại gọi là token. Cái sao nha. Ta thấy bị trừ ngày 2 rồi phải không? Đúng rồi. Bớt trừ đi về điểm tết từ điểm góc thôi đi được không? Đúng rồi. Nó kéo bày kéo đóng nó giết mình, nó còn trừ mà ngày 2 điểm góc. Không, tại cái Konami nó design cái con này nó còn dậy, ráng chịu đi. Trời ơi. Chưa đủ mạnh hay gì? Ai biết đâu. Biết gì đâu. Ai biết gì đâu. Để vậy mới là meta. Nhìn anh nghĩ con này bao nhiêu tiền? Anh nghĩ con này bao nhiêu tiền? Ở 100 đô anh ạ. Wait a minute. Bây giờ em sẽ làm một cái thủ tục bấm lộn nữa ạ. À. Không sao. Sao nó bò nó xuống vậy? Em cũng biết em định làm gì. Sao nó bò nó xuống ạ? Ủa mình làm gì trời? Ủa mình làm gì trời? Ủa mình đang làm gì trời? Ủa mình làm cái gì vậy? Em xin phép em bắt lượt. Ủa quá mệt luôn. Ủa đang làm gì trời? Tuy phiên đi một kẹt lên mà 8 có 2 lá. Có làm gì không? Có con Xuân không? Quảng Xuân không đúng không? Dạ có anh Tiên Tri chuẩn quá trời. Quá đường. Tiên Tri chuẩn quá trời. Sao nãy ông Tiên Tri mình thắng thì mình thua đi. Tôi nói là tao không có đoán được. Ha. Sao mà đỡ được. Úp lát nha. Úp lát lượt hả? Không. Tưởng đâu anh lượt chứ. Tiên lượt là hồi bị ăn đơm á. Mọi người, hai người đưa tay ra. Sau đó mọi người đi. Anh ngon anh bóp con này của em đi. Bỏ mà em, anh bỏ mà. Bỏ là dạ, em cũng phải bỏ một lá bên anh để mọi người rút lá. Trả anh luôn. Trời ơi. Dâm ba. Đặc biệt lá này dâm ba nha. Dâm ba. Ý bị giảm công kìa. Đậu xanh. Sao anh chọn một lá sao anh lấy sắt tròn tròn lá đó. Hello. Ý bị giảm công kìa. Tiên nha. Ba chờ. Anh đưa vào trách nhiệm nha. Anh rút hai lá để bên một con thì đó. Ba chờ bóc hand. Ê cuối lượt trả đúng không? Ờ đúng rồi. Ờ đúng rồi. Nhớ nha, cuối lượt nhớ trả nha. Chết liền rồi. Gì vậy? Là tính làm gì nhỏ? Nhỏ mới đẻ thôi mà, nhỏ mới đẻ nhỏ chưa được làm gì hết rồi làm gì nhỏ? Bắt cóc mà mày hỏi tôi làm cái gì là Red Hat giải cứu đại tướng của tôi rồi. Cái gì đây? Red Hat giải cứu trên Vinh. Ủa gì vậy ta? Ủa khoan. Ê tính xài ép nó luôn hả? Oh yeah. Tính xài ép nó luôn hả? Ê hết luôn. Chơi gì mẹ nó đi. Yeah mà nó giết được câu đen rồi bạn ơi. Là sao? Gì vậy? Sao bóp nha vậy? Đi nha. Ủa em Anh chịu hồi ra em mà em. Em phản chủ vậy em? Sao không như con lưu ai rồi? Của Yugi á em? 6.400 rồi mọi người. Nó phản chủ rồi trời. Tức quá 6.400 rồi. Bây giờ mình nô một con này xuống thì mình chữa lại nó. Mình chữa lại 100 điểm góp. Rồi kỳ ta. Ủa chơi gì vậy?
Nè nhớ kỹ nha, nhớ kỹ nha, hồi nữa là trả nó về nha. Không, tao nói tao bắt cấu rồi, sao tao phải trả mày về hả? Kỳ vậy. Cái gì vậy? Tấn công. Cái gì vậy? Còn lại 1.600, được con này có 1.500 mà mọi người tức quá. Ha, còn chăm máu. Chăm máu làm được cái gì? Chăm máu làm được cái gì? Tức quá. Không chăm máu thì làm được gì? Em phải hai nha. Bên phương môn kiếm con này sao con. Ghét nha. Ủa cái lá talent đó là anh bỏ nhiêu ạ? À? Bỏ cái mấy copy ạ? À? Ta lần này bỏ mấy copy vậy? Ủa tại sao ta phải trả lời câu hỏi đó? Để biết. Tại sao ta phải trả lời câu hỏi là để biết ta bỏ chị mấy copy? Để biết sao để chị bỏ? Sao vậy? Rồi. À, Linh này mít ly đồ. Đấy, được. Ok. Cố lên. Cố lên, cuối cùng mình cũng được thắng một trận vậy rồi làm. Cuối cùng mình được thắng một trận rồi. Tại vì trận này là tại vì mình điền chơi lỗi nữa chứ. Quá đừng. Quá đừng cho một trận thắng. Ê, tính ra nãy giờ pha đó là hơi bị sai rồi. Activate cho phép 3 nít 1 cái lá dưới 1 thôi để triệu hồi ra một con to ken. Có làm gì không? Không chắc luôn làm được. Làm cái gì được cái gì đó. Active nè. Ok cho xin đại thì làm này gì không làm được gì hết. Cay quá, cứ nằm nó yên nó đi, nằm yên đi đừng làm gì hết trơn á. Bé sổ sao mà nó đừ thế nhở? Phải đừ chứ, phải lâu lâu mày cũng phải đừ một trận chứ, mày thắng hoài được. Sao mà nó đừ thế nhỉ? Sao mà thắng hoài được đúng như vậy? Thôi tôi làm một cái hủ tục đơn giản vậy đi. Pen gì vậy? Sen một con xuống mộ. Và đặt một con lên tay. Rồi mình không có em trap hết. Ha, bớt đường hơn rồi đó. Bây giờ đó là điều khiển còn không? Bớt đường rồi đó. Giờ là chỉ còn có là đơm vô mặt thôi. Áp tì nha. Một con EB làm được gì? Không làm gì được kệ tôi. Đúng rồi, một con EB làm được gì? Làm được cái đất gì? Kẹt lên tay. Trời ơi. Nó. Rồi sắp kêu đàn kêu đóng ra nữa. Kéo đàn kéo đóng. Quá buồn nữa. Rồi lại sắp ăn. Sắp ăn dòng không? Ước gì mà giờ mình còn bài trên tay để mình discount, mình return hết trên tay. Kéo đạn, kéo đóng ra chơi. Ôi mình sai quá mọi người. Kéo đạn, kéo đóng ra chơi. Nếu hồi nãy mình không liên thì con nó quay về cũng chết. Thì thôi coi như là dùng dãy lần cuối đi. Sao chăng thì hà gì ở đây? Vĩnh biệt. Nữa. Con yêu quái nó về nữa rồi hả? Không, con khác. Con này vui hơn. Không biết thôi. Không làm gì hết á. Chắc chưa? Chắc nha. Đánh thì chết thôi, đánh thì thua. Đánh thì thua phồn. Vĩnh biệt cụ. Cái gì đây? Cái gì đây? Đây thì... Biến, cơ bản là biến đi. Mà làm cái gì mới được? Để chơi. Cơ bản là biến đi. Destroy thì thôi. Destroy thì mình làm. Xin lỗi còn F2 Negative. Để cho luôn. Bye. Dọn bye. Sơn. Nhiêu? 5k6 5k8 rồi mọi người. Ê
trời, may mắn 100. Không, không thắng nổi nó luôn. 100. 100 điểm vinh quang. Sức quá. Sao mà đỡ được. Để đánh đi. 100 điểm vinh quang nha. Một trăm điểm vinh quang. Trời ơi, ba game. Game là dễ. Thôi,